huấn luyện viên của Brazil là Tite cho biết đội bóng của ông đang tập trung vào việc giành chiến thắng tại Copa America hơn là sự chú ý của truyền thông vây quanh ngôi sao dính chấn thương là Neymar. Ngôi sao Brazil bị loại khỏi giải đấu vào tuần trước vì dính chấn thương mắt cá chân. Anh đã xuất hiện tại đồn cảnh sát vào thứ năm để trả lời các câu hỏi liên quan đến cáo buộc của một người phụ nữ Brazil. Người này nói rằng Neymar đã hãm hiếp cô khi cô đến thăm anh tại Paris. Neymar đã phủ nhận việc làm sai trái này. Có nhiều chuyện để nói về Neymar trên truyền thông hơn là đội hình. Trong đội bóng, chúng tôi tập trung vào quá trình chuẩn bị. Tôi không bao giờ muốn bước Neymar, một trong ba cầu thủ hàng đầu thế giới, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho điều này. Chủ nhà Brazil đã khởi tranh Copa America bằng trận đấu với Bolivia vào thứ sáu tại sân vận động Morumbi của Sao Paulo. Mùa giải năm nay, áp lực buộc phải giành danh hiệu lại bị nặng lên vai của Tite. Brazil đã giành chức vô địch 4 lần trước đó trên cương vị là quốc gia đăng cai tổ chức, nhưng danh hiệu Copa America cuối cùng của họ là vào năm 2007. Chúng tôi biết điều quan trọng là phải giành được các danh hiệu. Chúng tôi không thể chạy trốn khỏi điều đó, nhưng chiến thắng phải được thực hiện qua từng bước một. Đó là một phần của một quá trình. Và Brazil đã mở màn Copa America một cách viên mãn khi nhận chiến thắng 3-0 trước Bolivia. Các cầu thủ đã cùng anh trình diễn xuất sắc ngay cả khi thiếu vắng ngôi sao của họ. Có vẻ như lời chỉ đạo của huấn luyện viên Tite đã được hiện thực hóa ngay những phút đầu tiên. Khi trong hiệp 1, Bolivia còn không có nổi một pha chạm bóng trong vòng cấm đất phương, thì con số này ở Brazil là 23. Ngôi sao sáng nhất cho chiến thắng này chính là Coutinho. Anh có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 93,5%, thực hiện 43 đường chuyền và tạo ra 5 cơ hội. Cùng với đó, anh cũng đã ghi được 2 bàn thắng với một bàn thắng tranh chấp phạt đền. Đây là bàn thắng penalty thứ 19 của Brazil trong lịch sử Copa America, chỉ xếp sau Argentina với 21 lần. Trận đấu này cũng chính là chiến thắng thứ 100 của họ tại giải đấu lâu đời nhất hành tinh. Sắp tới, Brazil sẽ đối đầu với Venezuela vào ngày 18 tháng 6 và Peru vào ngày 22 tháng 6. Trận đấu với Bolivia sẽ là tiền đề để Selecao tiếp tục chinh phục Copa America ngay trên quê nhà.